Là người. Đây, chuyện gì xảy ra thế? Không, đừng giết ta. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý, đừng giết ta. Hay là nam tử này quen với Sở Phong? Trong dáng vẻ của nam tử này hình như rất sợ Sở Phong. Rốt cuộc là nam tử này phát điên rồi, lẽ nào còn có ẩn tình khác? Sở Phong quen biết với nam tử khủng bố thế này sao? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Ta biết sai rồi, ta không nên xông vào lãnh vực của ngươi, ta không nên quấy nhiễu sự yên tĩnh của ngươi. Cầu xin ngươi cho ta một cơ hội, cầu xin ngươi tha cho ta một con đường sống. Cho dù ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đều đáp ứng. Nam tử này nhìn thấy mặt mình mới sợ hãi như này, lẽ nào là sợ phụ thân ruột của mình? Có điều bây giờ phải khống chế được tên này. Ngươi có còn nhớ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ? Nhiệm vụ? Nhớ. Ngươi muốn ta bảo vệ một đứa trẻ. Đứa bé đó tên là gì? Tên là gì? Tên Sở Phong. Ngươi đã từng nói đứa bé này bắt buộc phải tên Sở Phong, không thể gọi tên khác được. Vậy thì ngươi có luôn bảo vệ đứa bé đó không? Tha mạng cho ta. Nhiệm vụ phụ thân ta giao cho ngươi, ngươi vậy mà lại không tận chức. Ngươi không sợ ông ấy tức giận giết chết ngươi sao? Phụ thân, ngươi là... Ta tên là Sở Phong, là người ngươi nên bảo vệ. Nhưng quả thật, ngươi quá không làm tròn chức trách. Không những là không tuân thủ lời hứa bảo vệ ta, mà còn giúp cho kẻ địch đối phó với ta. Kẻ địch ở đâu? Ta phải giết hắn, giết hắn. Theo ta là được, ta dẫn người đi giết chúng. Tuân mệnh. Giới lên sự kim bào, nghe theo lệnh của ta, đi về hướng nam. Tuân mệnh. Nhanh quá. Cũng được rồi, dừng. Cơ thể, vũ khí bí mật đó rốt cuộc là gì? Cho dù là ta cũng phải chạy xa như này. Lâu thị, vũ khí này không đơn giản. Chắc người đã từng nghe nói đến khoảng thời gian trước, đại lục Triệu Hán đã xảy ra một tai họa. Người nói trăng hóa hận trời giáng hủy diệt liên tiếp mấy dãy núi. Vũ khí bí bảo này của ta chính là người tạo ra tai họa đó. Người tạo ra tai họa đó. Lời này của người là coi ý gì? Cũng chính là nói tai họa đó không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa, người tạo ra tai họa đó bây giờ đang ở trong hoàng triều Khương thị tái diễn lại tai họa. Lẽ nào nói tai họa đó là do người làm ra? Hơn nữa, người tạo ra tai họa chính là ở bên trong cổ xe đó. Không sai, người đoán đúng rồi. Sao có thể được? Nếu như thật sự có cường giả như vậy tồn tại, chắc chắn là nhân vật võ vương cảnh. Nhân vật như thế sao có thể nghe lời ngươi? Cái này không cần ngươi phải lo. Ngươi chỉ cần biết hắn thiên hạ vô địch. Hơn nữa sẽ để cho chúng ta dùng. Hoàng triều Khương thị này chẳng qua chỉ là nơi thử nghiệm đầu tiên mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải là nơi cuối cùng. Chỉ cần có hắn, hoàng triều cơ thị ta sẽ thiên hạ vô địch, gió thổi cỏ rạp. Trước tiên bắt đầu từ mấy đại lục gần đây, sau đó sẽ chinh phục 100.000 đại lục, cuối cùng hoàn thành mong ước của tổ tiên, giết đến hải vực Đông Phương. Đến lúc đó, hoàng tộc cơ thị ta không chỉ là chúa tể của đại lục Triều Hán, mà còn là chúa tể của cả hải vực Đông Phương, toàn bộ Đông Phương. Cơ thị, mục tiêu tiếp theo của người chắc không phải là hoàng triều Lâu thị ta đây chứ? Lâu thị, ngươi yên tâm, chúng ta là bạn hữu nhiều năm. Không chỉ ngươi, ta, đời của phụ hoàng ta, đời của gia gia ta cũng đều là bằng hữu. Vì thế ta sẽ không động đến hoàng tộc Lâu thị ngươi. Nhưng hoàng tộc Lâu thị ngươi cần phải trung thành với ta. Nghe rồi, rốt cuộc đây là thứ gì? Hắn, lẽ nào hắn đã khôi phục lại lý trí rồi? Hai lão già kia đã để cho các ngươi chờ lâu rồi. Cơ thể, chuyện gì thế? Ngươi quen hắn sao? Hắn chính là người tạo ra tai họa. Cái gì? Người nói hắn chính là vũ khí bí mật. Thiếu gia, kẻ địch của người chính là những người này. Cái gì? Thiếu gia? Sở Phong lại là thiếu gia của nam tử này? Vậy hả? Chẳng phải nói nam tử khủng bố này là nô bộc của Sở Phong? Trời ơi, Sở Phong này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có nô bộc khủng bố như này? Cơ thị, xem chuyện mà ngươi làm đi. Lại đem người khủng bố như này đến đây. Ngươi đang đợi hắn đến đây chính là vì muốn giết ta sao? Đợi đã, bởi vì thần trí của hắn không thanh tỉnh, vì thế ta mới có thể khống chế hắn. Lẽ nào, chẳng lẽ ta có thể khống chế lại được? Tên ngốc, đừng tin những lời hơn đừng có tên tiểu từ đó. Sao ngươi có thể giúp cho kẻ để của ta đối phó với ta? Những người này
toàn bộ giết hết. Tuân lệnh. Lợi hại quá. Nghĩ thì hai biển lửa sa mạc hoang dã và Mai Hoa Tông đều cực kỳ khủng bố, quả nhiên là do hắn lưu lại. Ây da da, quá thật là quá lãng phí. Nhiều bản nguyên thiên và cảnh quá, giết chết như vậy, ngay cả một thi thể toàn vẹn cũng không còn. Ngọn lửa này quá khủng bố, sẽ làm người vô tội bị thương, có thể thu hồi lại nó không? Phần thiên liệt diễm bắt nguồn từ cơ thể ta, sinh ra từ tâm, hủy diệt do tâm. Theo gia muốn dập nó, vậy đương nhiên ta sẽ dập nó. Rất tốt, chúng ta về thôi. Hoàng triều Khương thị, mau nhìn đi, Sở Phong về rồi. Thật sự là Sở Phong về rồi, Hoàng chủ đại nhân, Sở Phong về rồi. Sở Phong tiểu hữu, thế nào rồi? Hoàng triều cơ thị và Hoàng triều lô thị thì sao? Đuổi kịp chút không? Cơ thị lão tổ, lô thị lão tổ cùng với tất cả kẻ địch lần này tiến vào đại lục Cổ Châu, toàn bộ đều biến mất trên thế gian này rồi. Đại đế của đại lục Cổ Châu ta đã được diệt trừ. Sở Phong tiểu hữu, lời này là thật. Thật tới từng centimet. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, quả thật là quá tốt rồi. Sở Phong tiểu hữu, lần này may mà có người, ta thay tất cả tộc nhân của hoàng tộc ta cảm tạ người. Đa tạ Sở Phong tiểu hữu, đã cứu hoàng triều Khương thị ta. Hey, hoàng chủ đại nhân đừng nói như thế, mời chư vị tiền bối mau đứng lên. Sở Phong ta thân là người của đại lục Cẩu Châu, đánh đuổi ngồi địch chính là chuyện trong bổn phận của ta. Hơn nữa, quan hệ giữa ta và con trai con gái của người cũng không tệ, về công về tư đều là chuyện nên làm. À đà 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 đà, cảm tạ hai vị đã giúp đỡ hoàng triều Khương thị ta. Bây giờ ba tộc triệu cơ lô đã như rồng bắt đầu, hay là chúng ta ngồi lại thương lượng một phen? Thanh Long tiền bối, Sở Phong tiểu hữu, bây giờ ba hoàng triệu cơ lô đều là thành trống tài phú mà bọn họ tích lũy mấy nghìn năm, có thể đổi được hơn 30 vạn viên thiên châu. Bây giờ hoàng triều Khương thị ta vẫn còn tồn, vì thế tài sản của ba gia tộc này hoàng triều Khương thị ta một vạn cũng không lấy, toàn bộ cho Sở Phong tiểu hữu và Thanh Long tiền bối phân chia. Hoàng chủ đại nhân, như này không ổn lắm, dù gì lần này hoàng triều Khương thị người cũng tổn thất nghiêm trọng, cần tài nguyên nước khôi phục. Sở Phong nói không sai, dù gì có tài nguyên của ba tộc để lại, ta đại diện cho Thanh Long tông lấy của triệu thị, Sở Phong lấy của cơ thị, mà hoàng triều Khương thị người lấy của lâu thị, còn về lấy bao nhiêu thì thuộc về người lấy. Sư tổ nói đúng, ta thấy có thể làm theo phương pháp của sư tổ. Nếu đã như thế, hoàng triều Khương thị ta cũng nguyện ý nghe theo kiến nghị của Thanh Long tiền bối. 3 ngày sau, hoàng cung hoàng triều lô thị, mau dẫn đường, ta sẽ dẫn các người đi, đừng giết ta. Hoàng cung hoàng triều triệu thị, hoàng cung hoàng triều cơ thị, đại điện hoàng triều Khương thị. Nhận thấy như là trăng bảo và kỳ binh của hoàng triều lô thị thật sự quá nhiều, nhưng tài nguyên tu luyện lại không nhiều. Hoàng triều triệu thị cũng thế, hoàng triều cơ thị cũng thế. Ta muốn đổi kỳ binh và trang bảo để đổi lấy tài nguyên tu luyện của lưu thị và triệu thị, không biết có thể không? Sở Phong, người ta không cần phải thế, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Chậm đã, Sở Phong tiểu hữu, ta có lời muốn nói. Sở Phong tiểu hữu à, đừng nói đến tài nguyên tu luyện của lưu thị, cho dù là tài nguyên tu luyện của Khương thị hoàng triều ta, ngươi cũng không cho, ngươi cũng không sao. Hoàng chủ không cần khách khí như vậy, ta chỉ cần tài nguyên tu luyện của triệu thị là đủ rồi. Sở Phong tiểu hữu không cần khách khí, không bằng đột phá thiên võ cảnh ở nơi bế quan của đại lịch hoàng triều ta đi, nơi đó lịch sử lâu dài, có công hiệu đặc thù đối với đột phá, gọi là tháp bát kim long dị tường trọng. Vậy ta cung kính, không bằng tuân lệnh. Tạ hoàng chủ ân từ. Nghe đồn tháp bát kim long dị tường trọng của Khương thị hoàng triều vô cùng thành tựu, chỉ là không biết đặc thù ở đâu vậy? Hầu Vân tiền bối, tháp bát kim long dị tượng trận này của tộc ta được xây dựng theo vô thượng bí kỹ của hoàng tộc, nơi tu luyện này được xây dựng dưới lòng đất. Khi có người đột phá đến thiên võ cảnh, sẽ có tia sáng chiếu ra từ giữa đài tròn đó chiếu thẳng lên trời, mà cột sáng đó càng nhiều, chứng tỏ tiềm lực và thiên phú của người này càng mạnh.